với phong cách quá to luôn các bạn ơi, phải nói là cực kỳ luôn các bạn. Rất đẹp luôn đây các bạn. Cái này mình xuống sình luôn các bạn ơi, sình quá. Đây các cổ động viên đang đứng bên cây rồi các bạn. Các YouTuber các bạn, đó các YouTuber bắt cái ghế quay đồ rồi các bạn. Quá đông các bạn ơi, hiện nay bên bờ cặp bên sông rất đông các bạn. Hai bên bờ sông là đang quyết liệt các bạn. Quá đẹp các bạn ơi, phải nói là với khoảng cách quá an toàn luôn các bạn. Ghe số 10 quá phong độ luôn các bạn ơi. Vui luôn các bạn. Quá ung dung đi về phía trước với khoảng cách quá an toàn các bạn ơi, số ghe số 34 luôn các bạn. Đi phải nói là chiếc ghe của chùa Ông Kho các bạn. Chiếc ghe 34 là chiếc ghe của chùa Ông Kho các bạn ơi. Chiếc ghe chuồng kho quá ung dung về coi như là với mặt khách quá an toàn các bạn ơi. Thì chiếc ghe bông chót và đi phía sau ở chiếc ghe chuồng kho các bạn. Nói chung là chiếc ghe bông chót là các bạn thì cũng đã biết rồi, ghe cũng đã mạnh nhưng mà đối với ông kho, đụng với ông kho là quá dữ rồi các bạn ơi. Ông kho là cũng là đương kim vô địch nha các bạn. Ghe sổ đường ghe về sau ghe người ta chút xíu bạn, và nói là cũng các vận động viên cũng đã cố gắng hết sức các bạn. Thank you.
Bích năm nay là đua gấp phong độ các bạn. Bích Bích Vĩnh Châu là sự cố các bạn ơi, sự cố. Nói chung ra Quách Bích là ở thị xã Vĩnh Châu các bạn, thì năm nay là chiếc ghe của Quách Bích cũng đã được đóng mới. Đối với tinh thần của các cổ động viên thì cũng đã thi đấu như vậy, là mình nói chung ra là ghe nào về mà đạt cái thành tích cao thì mình cũng rất là ngưỡng mộ luôn các bạn. Nhưng mà thì cũng yêu thích môn đua ghe này, thì hôm nay thì cũng mới làm cái vlog, thì cũng quay lại chia sẻ cho các bạn ở xa gần cũng như xem được cái toàn cảnh Sóc Trăng diễn ra sự kiện đua ghe ngoa, nó là rất ly kỳ hấp dẫn luôn các bạn ơi. Quá không như về với chú luôn các bạn, với bằng cách này là quá an toàn các bạn ơi. Video Cường đến đây kết thúc rồi. Nếu các bạn thương mến Cường thì hãy nhớ đăng ký kênh và like để Cường có những cái động lực mới ra những cái video của các bạn. Thì Cường xin chào các bạn nha.